Những kiêng kỵ khi uống nước dừa. Nước dừa rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nếu uống không đúng cách sẽ dẫn đến những nguy hiểm đáng tiếc. Các loại thực phẩm cần tránh khi uống nước dừa. 1. Đá lạnh. Dừa lạnh vừa ngon vừa mát, nhưng đây là một sự kết hợp nguy hiểm bởi nước dừa có tính hàn, uống chung với đá lạnh sẽ khiến cơ thể bị lạnh hơn, từ đó dễ gây lạnh bụng, khó tiêu, tụt huyết áp. Đặc biệt, nếu uống dừa lạnh khi đi nắng càng dễ gây ra tình trạng sốc nhiệt cho cơ thể. 2. Sô-cô-la. Lượng axit oxalic trong sô-cô-la khi kết hợp với canxi và protein trong nước dừa sẽ gây cản trở cho việc hấp thu canxi của cơ thể. Lâu dài sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt là tác động tiêu cực đến quá trình phát triển thể chất của trẻ nhỏ. 3. Hải sản. Trong hải sản cũng có tính hàn, nếu dùng chung hải sản và nước dừa cùng lúc hoặc cách nhau một thời gian ngắn cũng dễ gây lạnh bụng, khó tiêu, tiêu chảy. Với những người bị huyết áp thấp, suy nhược cơ thể, bụng yếu thì càng không nên dùng. 4. Các loại thuốc. Việc dùng nước dừa để uống thuốc sẽ rất gây hại vì nước dừa sẽ tạo một lớp màng bọc xung quanh thuốc, khiến cho cơ thể khó hấp thụ và giảm hiệu quả trị bệnh. Một số chất khác trong nước dừa cũng làm giảm đi công dụng của thuốc, nên tốt nhất là bạn nên uống thuốc bằng nước lọc, nước khoáng. Lưu ý thời điểm uống nước dừa. Không uống nước dừa sau khi mới đi nắng về, mới hoạt động thể thao, làm việc nặng nhọc. Vì khi đó, nước dừa càng làm cơ thể mệt mỏi, chân tay bủn rủn và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tốt nhất nên nghỉ ngơi một lát, đợi thân nhiệt ổn định rồi mới uống. Không uống nước dừa vào buổi tối, vì nước dừa sẽ khiến cơ thể có nguy cơ nhiễm hàn, dễ bệnh, đuối sức. Không uống khi quá no hoặc quá đói. Nên uống nước dừa vào buổi sáng hoặc trưa, thời điểm này giúp cơ thể hấp thu tốt các chất dinh dưỡng của nước dừa. Uống lượng vừa phải, tránh lạm dụng gây các bệnh nguy hiểm. Những trường hợp đặc biệt cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi uống nước dừa.